À, xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Video hôm nay em xin giới thiệu đến các bạn cái động cơ 49cc hai thì. Ở cái video trước thì em có giới thiệu đến các bạn cái động cơ 4 thì rồi. Thì video này xin giới thiệu đến các bạn động cơ hai thì. Thì cũng có một số bạn thích hai thì vì thích cái tiếng nổ và cái độ khỏe của nó. Còn các bạn thích 4 thì bởi vì nó êm hơn, dễ nổ hơn và nó đơn giản hơn. Thì cái đấy thì tùy mỗi người thôi. Thì mình cứ giới thiệu cho các bạn hai loại. Trong cái dòng động cơ 4 thì này thì nó là dòng động cơ nó tự hút nhiên liệu cái bình dưới này lên các bạn nhé. Đây. Cái bình dưới nhiên liệu này nó tự hút lên. Thì hiện tại thì bên mình bán cái loại chuông lớn. Chuông lớn là các bạn cứ đo cái đường kính này của mình đây là nó là 78 này. Đấy, thì các bạn đo cái lòng trong của cái chuông chụp vào đây nó là 78. Đấy, ví dụ như cái chuông này. Đây cái chuông. Chuông này các bạn cứ đo bên trong này này. Nó khoảng 78 cm thì nó là được ok. Đấy, hoặc là đo cái tim ốc này. Cái tim ốc này của nó khoảng 72. Đấy. Nó khoảng 72 thì cái máy này thì nó rất là nhẹ thôi. Đây có chiều cao máy này. Chiều cao máy là 27 cm. Chiều rộng máy là 27 cm. Chưa có hộp số. Chiều dày của máy là 140 cm. Đấy. Đây là bình nhiên liệu này. Đây là giật lổ này, đây là chỉnh le này, gió này, đấy, còn đây là mô bin IC này, đấy, máy thì rất là đơn giản và gọn nhẹ thôi, cái máy này thì nó chưa đến 2 cân, rất là nhẹ nhàng, các bạn chế xe đạp cũng được. Đấy thì máy nó là như thế, cái bình này thì có thể chứa được hơn hơn 1 lít xăng pha nhớt các bạn nhé. Cái đối với cái máy này thì nó chạy xăng pha nhớt. Thì hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một số cái đồ chơi dành cho các máy này, ví dụ như các cái đầu giảm tốc. Thì trước tiên là phần chuông, đây là phần chuông ly hợp này. Cái này thì nó không có giảm tốc thì các bạn lắp thẳng nó vào đây. Đấy, thì nó là chuông như thế này. Đây là phần chuông không giảm tốc. Bình thường là máy không không ga thì cái chuông này quay tự do. Đấy, chỉ khi ga lên thì hai cái quả văng này nó văng ra thì nó mới truyền lực. Đấy, đấy là nguyên lý của cái ly hợp này. Tiếp theo thì giới thiệu đến các bạn một cái bộ số giảm tốc loại này là giảm đi 3 lần. Đấy, đây là giảm 3 lần này. Cái loại này thì có kích thước chiều dài là 140. Đấy. Đường kính là 13. À, đường kính là 10. Và chiều dày của nó là 7 cm. Đây. Nhông thì sử dụng nhông sên cam nhông này của nó sử dụng nhông xe ruồi nhá, xích T8F. Đây, các bạn bắt nó vào như thế này. Đấy. Đây là loại giảm đi 4 lần nhé. À, đây là loại hộp số giảm đi 3 lần. Tiếp theo thì giới thiệu đến các bạn một cái hộp số giảm tốc đi 4,5 lần nữa. Đây. Đây là hộp số giảm đi 4,5 lần các bạn này. Cái này cũng sử dụng xích T8F nhá, xích xe ruồi máy xăng đấy. Hai mấy cái loại này thì các bạn biết rồi. Thì mình sẽ bỏ cái máy xe ruồi này ra và giới thiệu thêm cho các bạn một số cái đầu giảm tốc riêng.
Tiếp theo là giới thiệu đến các bạn một cái đầu giảm tốc nữa. Cái đầu giảm tốc này thì nó giảm đi 28 lần các bạn nhé. Đây là cái đầu chuông này bắt lên máy này. Đấy. Nó giảm đi 28 lần nhé. Các cái kích thước của nó như sau. Kích thước chiều dày. Thì thân máy thôi các bạn nhé, chưa tính thân trục. Của nó là 17 cm. Kích thước ngang của nó là bằng 16 cm. Kích thước cao cũng khoảng 18 cm. Đây là trục da của nó. Trục da của nó rất là lớn. Thì bởi vì là trục nó giảm 28 lần cho nên là nó ra lực rất là lớn, cho nên nó phải làm trục to. Trục này của nó là trục 20. Trục 20 cm. Nó có cái lỗ chốt cavet ở đây. Đấy. Chiều dài của trục là 4,5 cm. Đây mời các bạn nhìn chi tiết sản phẩm này. Đây là sản phẩm trục thẳng nhá. Giảm tốc trục thẳng. Sẽ thẳng với máy luôn. Đấy là một số thông số của nó về cái hộp số giảm tốc thẳng. Có nghĩa là máy vào đây và trục ra thẳng. Tiếp theo thì giới thiệu đến các bạn một cái hộp số giảm tốc khác. Hộp số giảm tốc này, hộp số giảm tốc kiểu trục vít. Đấy, thằng này thì nó cũng giảm 28 lần nhưng trục ra là trục vuông các bạn nhé. Trục vuông với này máy, chứ nó không phải là trục thẳng với máy. Đây các bạn có thể xem các cái kích thước của nó như sau. Kích thước tổng thể của nó là khoảng 17 này. Nhân với này 17 này. Và chiều dày của nó là khoảng 17 này. Chiều dài của trục là 4 cm này. Đường kính trục là 2 cm này. Nó cũng sử dụng chốt cavet như này nhá. Và các bạn lưu ý cái này nó cũng sử dụng chuông 78 này. Đấy, các bạn đo lòng trong chuông của nó 78, 77 hay là 79 thì cái đấy có khi đo nó có thể sai số. Đấy, khi nắp lên máy nó có thể như thế này. Hoặc là vuông góc xuống như thế này. Các bạn có thể làm máy xới đất, máy khoan đất, đào lỗ trồng cây. Đấy, các bạn thì xoay xuống như thế này cũng được. Đấy là trục giảm tốc, trục vuông góc. Tiếp theo thì giới thiệu đến các bạn một cái đầu này là đầu bơm. Đầu này là đầu bơm cho máy 2 thì, máy 4 thì đều được nhá. Cũng có cái chuông này là chuông 78. Chuông 78 máy bơm này thì nó còn rất là nhiều phụ kiện đi kèm theo. Ở trong cái video này mình sẽ chỉ làm phần sơ sơ thôi. Để cho các bạn biết mình có cái sản phẩm như vậy. Mình sẽ làm riêng cái thằng... cái thằng đầu bơm này vào một video khác để các bạn xem chi tiết cụ thể hơn. Đấy. Các bạn là có máy rồi, các bạn có thể mua một số này về. Các bạn làm được rất nhiều thứ, chỉ với một cái máy thôi mình sẽ tháo lắp ra và mình sử dụng vào nhiều việc khác nhau. Cái này có kích thước tổng thể là 22 cm, chiều cao là
190 cm và chiều dày ngang là 17 cm. Đây là cái bầu máy bơm nước của nó ở trong này. Đấy. Video của em đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn xem video thì nhớ đăng ký kênh để ủng hộ, bật chuông thông báo để nhận được những cái thông báo khi có sản phẩm mới đăng lên. Cảm ơn các bạn đã rất nhiều.